Hello. Hello, teachers. How are you today? I'm very great. And you? Yeah, me too. I'm good. Okay, so let's look at your homework. Have you finished your homework? Yes. Let's start right to it. Number one. The tennis games is very exciting. Yes. Two, the players in the game are Spanish and Chinese. Yes. Three, the movie star was a king in his first movie. Mm-hmm. Four, the young actor is very famous all around the world. Mm-hmm. Five, on the island, there isn't any clean water. Mm-hmm. Six, the girl got the fruit 2 days ago. Yeah, 2 days ago. Okay, let's pay attention to some words that you pronounce not exactly. Mình sẽ chú ý một số từ nhé. Famous. Famous. Not farmers. Okay. Yeah. Spanish. Spanish. Yes. Đất nước. Đất nước Tây Ban Nha thì mình sẽ đọc là gì nhỉ? Spain. 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 Tuy nhiên con người, người Tây Ban Nha thì mình sẽ đọc là Spain. And Spanish. Okay. And water. On or water. Okay, it's very good. Nhưng mà mình làm rất là đúng, mình làm đúng tất cả các câu. Okay. Now we will watch today's lesson. Activity 1, can you... Sorry. Read. Channel 1. At 6 p.m. on Tuesday, June... Wait, sorry. Which program is it? Chương trình nào nhỉ? Tên của chương trình là gì? Đây là bài Channel 1. Đúng. Big Key. Tên của chương trình nhá. Big Key. Bài này nói về các... programs. Programs. Yeah. In Vietnamese? Chương trình. Okay. Các chương trình trên TV đúng không? Sẽ mô tả về các chương trình đấy. Và sau khi đọc xong thì mình phải trả lời câu hỏi gì nhỉ? Trả lời câu hỏi là does the writer like the programs? Yes. Okay, now let's read it. Read out loud. Yeah. Channel 1 at 6 p.m. on Tuesday, June 28th. In this Australian program, children do their parents' jobs for a week and their parents go to school this week. A boy is a waiter in an expensive restaurant and his dad has some problems with his math homework. Very funny. Very exciting, yes. Chương trình rất là thú vị đúng không? Đầu tiên là gì? Mình sẽ đọc cho cô là channel. Channel. Yeah. Channel. And nhớ là ngày thì mình phải có gì nhỉ? The 28th. Okay. Nhớ nhá, June the 28th. Can you translate this paragraph into Vietnamese? Dịch giúp cô nào. Kênh 1 vào 6 giờ tối vào thứ 3 tháng 6 ngày 28. Chương trình
của Úc. Yes. Trong cái chương trình này, đúng rồi, vừa nãy mình đọc từ này là gì? Đọc lại cho cô, cũng chú ý cho cô. Australian. Yeah. Australian. Australian. Trẻ con. Trong cái chương trình đấy thì bọn trẻ sẽ gì? Do their parents' job. Their parents' job nghĩa là gì nhỉ? Là cái công việc của bố mẹ họ, đúng không? Wow. Their parents' job. Tức là bọn trẻ sẽ gì? Làm công việc của bố mẹ. Đúng rồi. Là hoán đổi vai trò với nhau ấy. Wow. Đây, đọc tiếp xuống nhá. Sẽ làm công việc của bố mẹ trong vòng bao nhiêu lâu? How many times? Trong một tuần. Ngược lại thì bố mẹ của họ làm gì? Và bố mẹ của họ sẽ đi tới trường vào tuần đó. Uh-huh. Một bạn trai là một người bồi bàn. Làm bồi bàn ở đâu? Làm ở một cửa hàng đắt à? Yes, một nhà hàng, restaurant. Wow. Mình đọc là restaurant đúng không? Wow. Restaurant. Restaurant. Làm việc, làm bồi bàn ở một nhà hàng. Nhà đắt hàng đỏ. Đắt. Yeah. Nhà hàng sang trọng. Bố của anh ấy đã có một vài vấn đề với môn bài tập toán về nhà. Uh-huh. Rất là vui ạ. Rất là vui, rất là hài hước đúng không? Tức là cái chương trình tuần này ấy, bởi vì đây là chương trình có thể nó phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba chẳng hạn đúng không? Wow. Thì tuần này là một cậu bé. Đây là một chương trình thực tế. Wow. Rất là hay đúng không? Bố mẹ và con cái hoán đổi cho nhau. Next paragraph. Which program is that? Chương trình gì đây nhỉ? The Phantom Freeze. Five tài liệu đúng không? Mình hay nói. Đó. Em tưởng này tên riêng chứ cô. Tên riêng ở đây là Harry Phantom. Tức là đây là những cái giống như là bộ phim tài liệu về Phantom ấy. Mình đọc thì mình sẽ hiểu. Channel 3 up to 7:30 p.m. on Wednesday, June the 29th. Yeah, the 29th. Here's an exciting spy story with interesting characters. And the actors are great. It's about Harry Phantom, who is an American spy in Italy 70 years ago. Yes. Character. Giống như là chữ CH ấy, mình đọc giống phát âm như character. Character. Yes. Now, can you translate it? Kênh 3 vào 7 giờ tối thứ tư tháng 6 ngày 29. Uh-huh. Ở đây tức là cái chương trình này đây là một gì? Một câu chuyện về một người gián điệp à? Thú vị à? Yes. Gián điệp. Character là gì nhỉ? Do you know? Nhân vật ạ. Yes. Các nhân vật ở đây là số nhiều đúng không? Characters. Với các nhân vật thông minh. Interesting. Thú vị. Interesting. Wow. Và những người thủy thủ. No. Actor. Actor là gì? Là diễn viên. Actor. Nghe actor đi nó. Thủy thủ là gì nhỉ? Sailor. Yeah.
Yeah. Yeah. Những diễn viên rất tuyệt. Tuyệt vời đúng không? Tức là họ diễn rất là hay đúng không? Wow. Actor great. Nó đã nói về Harry Fenton. Cái người mà là một người gián điệp của nước Mỹ. Yes, là một gián điệp người Mỹ. Ở đâu? Ở Italy. Italy là nước gì nhỉ? Ai Cập hả cô? No, Ai Cập là Egypt. Italy là nước Ý, đúng không? Wow. Một người Ý 75 trở lại. 70 năm trước, ago, trước. Yeah. 2 năm trước, 2 years ago. Yeah. 70 years ago, tức là cả cái chương trình này nói về một gián điệp người Mỹ ở, tức là ông ấy là người Mỹ nhưng mà ông ấy làm việc ở Italia chẳng hạn, ở Ý chẳng hạn. Trong 70 năm trước. Next. Channel 5 at 10 a.m. on Thursday, June the 30th. Mm-hmm. A scientist and his alien pet go to sea with some sailors. There are a lot of bad programs for children in the morning, but this one is Fantastic. Program. Mm-hmm. Now, what is it? Chương trình gì đây nhỉ? Kênh 5 vào 10 giờ sáng. Vào thứ 5 tháng 6 ngày 30. Yeah. Một người thí nghiệm mà cô. Scientist. Nhà khoa học. Yes. Một nhà khoa học và người nước ngoài ạ. Yeah. Ở đây mình sẽ là ngoài hành tinh nhé. Wow. Và những con người ngoài hành tinh đã tới biển cưng, yes. Với vài thủy thủ. Ở đó rất nhiều. There are, không phải ở đó. There có, đúng không? There is, there are, nhớ không? Sẽ dịch là có. Có rất nhiều kênh xấu. Chương trình tại ở đây mình không phải dịch là kênh xấu theo cái nghĩa là nó không tốt mà là nó không hay ấy. Bad là không hay ấy, chương trình tệ. Cho trẻ em vào buổi sáng. Nhưng cái chương trình này, this one, thì làm sao? Fantastic. Tuyệt vời. Nó mang nghĩa tích cực nhá. Thành công chứ cô. Em tưởng từ này là thành công. Yes. Tức là nó ở đây nó nói mình sẽ kiểu là nó trái với cả bad program. Cái kia thì là chán, dở, tệ đúng không? Còn cái này thì là thành công hay là hay, tuyệt vời. Có thể dịch như thế. Okay, next program. The Big Game. Mm-hmm. Sports Channel 1 at 3 p.m. on Saturday, July 2nd. The second. Yeah. The Lost. The Los Angeles. Angeles Knicks play the Chicago Bulls in the last game of the basketball season. Mm-hmm. Kênh thể thao 1. Yes. Vào 3 giờ chiều thứ 7 tháng 7 ngày mùng 2. Mm-hmm.
Ở đây nhá, Los Angeles Lakers và Chicago Bulls là hai cái tên riêng, tên của hai đội bóng rổ. Wow. Hai đội này sẽ, tức là mình sẽ nói là đội A này, the A play the B, đội A chơi với đội B. Wow. Trong gì? Trong trận đấu trước. The last, trận đấu cuối cùng, tức là gặp nhau trong trận đấu cuối cùng ấy. Wow. Chính là trận chung kết ấy. Wow. Của gì? Của mùa giải. Mùa giải bóng, bóng rổ. Wow. Okay, now you will answer this question. Which program is on Thursday? Is Channel 5. Cái tên của cái program như cô vừa nó ở đâu nhỉ? At Dr. Glock. Yes, tên nó là tên tiêu đề ấy bên trên. Okay. And which program is funny? You remember? Cái gì nào được đánh giá là hài hước vui vẻ nhỉ? Big Kids. Yeah, is the Big Kid. Next. Which program is at 7:30? Chương trình nào vào lúc 7:30 tối nhỉ? The Phantom Files. Yes. Which program is about people a long time ago? Long time ago. Tức là gì nhỉ? Is Doctor Glock. No. Tức là nói về một người mà ở rất là lâu rồi. Giống như một nhân vật lịch sử ấy, rất là xa rồi. Tí. The Phantom Files. Yeah. 70 năm trước, a long time ago. Okay. What program is in the morning? Is Dr. Glock. Yes, in the morning. And what program has teams in it? Is the... Nhớ tên không? Trận là bóng rổ ấy. Yes, and the program is the Big Games. Yeah, the Big Game. Okay. Activity 3. Now you look at activity 1 and 2. Now mình sẽ chọn ra một cái. And tell your teacher. For example, can you read the example? I want to watch Dr. Glock. It's exciting. Yes, tức là sẽ có cấu trúc là tôi muốn xem chương trình gì gì đó. Bởi vì sao mình sẽ giải thích. Hey, now can you? Yeah. The program you want to watch? Vicky? Vinton? Lock? Vicky? Is it okay? Can you answer me? Yeah. Mm-hmm. Giờ là mình... Mình sẽ nói cho cô mình thích chương trình nào và vì sao? I want to watch Brisk Kids. It's very funny. Yeah. I also want to watch Mickey. Cũng rất là thích chương trình đấy. Yeah. I think it's cool. Việc mà hoán đổi vị trí như thế nó sẽ rất là tốt. Yeah. Understand each other. Yeah. Hiểu được nhau hơn. Next. Now you read and then number. Tức là mình sẽ đọc và chọn bức tranh. Wow. The history of video games every year. There are new video games, but let's look at some of the old ones. Mm-hmm. One, the first video games were American. Pong was new in
1972. Yes, and right. It was too big and expensive for people's homes, too small, white. Rectangle went up and down, and a small white square went left and right. What was the game? Computer table tennis. Now let's look at this. Alright. Tức là mình sẽ hình dung được những cái đoạn văn ở bên dưới nó sẽ nói về gì nhỉ? Tất cả những đoạn dưới ngay dưới này và đoạn sau nữa. What is the topic of the activity? Của cái bài tập này là... Nói về một trò chơi trên máy tính đúng không? Yes. Cái tiêu đề chữ màu đỏ to ấy. History of video game. Tức là những cái đoạn này nó đều nói về một cái gì? Một cái gì? Trò chơi máy tính, đúng không? Video game. Mỗi một đoạn 1, 2, 3 chẳng hạn. Thì cái đoạn 1 này nói về trò gì? What is the game? Nói vai trò là... Nói về trò chơi nào? Giới thiệu về trò chơi bóng chày đúng không cô? No. Tên của nó chính xác là gì trong đoạn văn có nói đấy? Tên của nó là gì? Table tennis đúng không? Yeah, computer table tennis. Table là cái gì? À, bóng bàn ạ. Yes, bóng bàn đúng không? Trò chơi bóng bàn trên máy tính. Mình sẽ đọc lại tiếp theo. À, chú ý cho cô. Rectangles, hình gì nhỉ? Chữ nhật. I write down in the chat box, you see? À, yeah. Hình chữ nhật. Can you repeat? Rectangle. Rectangle. Chọn âm là âm thứ nhất nha. Wow. And square. Square. Là hình gì nhỉ? Hình vuông ạ. Okay. Please note it down in your notebook and learn by heart. Okay. Paragraph 2. The game boy was spent the police. It was first in the stores in 1989. Yes. It was small and there were not a lot of good games for it. Mm-hmm. The games were black and white. Mm-hmm. Games with the character Mario were very gì? Successful có nghĩa là thành công. Very successful. What game is it? Trò chơi này tên là gì nhỉ? Là đi ăn vào trắng ạ. What is the name of the game? À. Tên là gì nhỉ? Trò con trai à? Yeah, the game boys. And what is the main character? Mario. Yes. Mario. Next. The Wii was new in 20. Mình sẽ đọc là 2000 and... In 2004. In a lot of Wii games, you play with all your body and not just your fingers. Some sports games are very good. Exercise. Now, can you A, B, C, and D? Yeah. Picture A, what number? Thế chơi nào nhỉ?
Play with all your body. Mình có thể hình dung được nó là trò chơi gì? A. Bởi vì là sẽ phải chơi với cả cơ thể chứ không phải là chỉ các ngón tay. Not just a finger. Okay? Yeah. One là sorry, picture A chính là three. Picture B. Picture B là a boy đúng không? Mình có thể hình dung được nó là chính là gì? Two, picture. Yeah, là number two. Game boy đúng không? And picture C. Picture C, one. One, yes. Four, là tên của cái trò chơi one. Okay, now you answer the question. Was the first video game Japanese? Trò chơi nào nhỉ? No, there wasn't. Là trò chơi đầu tiên. No, there wasn't. Yeah, no. Okay. The second video game is Japanese, right? Yeah. Two. Was Pong cheap? Was Pong cheap? Yeah. No, it wasn't. It was expensive. Yeah, it was expensive. Very good. Next. Were the first game boy games in color? Mm-hmm. Is it in color? Yeah, they were. Đây nó chỉ có gì? Black and white. Tức là nó là đen trắng mà mình sẽ thường nói đen trắng thì sẽ phân biệt với cái mà có màu đúng không? Wow. Yes or no? Yes. Có màu. Yes, they were. No, nó là đen trắng và nó không phải là in color. Thế. Nó chưa được đổ màu giống như là hình ngày nay đúng không? Nó chỉ là đen trắng thôi. Thì không, mình sẽ nói là nó không thể nói là nó in color. Yeah. Okay, you got it? Yes. Mm-hmm. Next. Were the Mario games successful? Successful. 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 Yeah. Successful. Yes or no? Yes, they were. Yeah, were very successful. Next. Was the Wii in store 5 years ago? Mm-hmm. No. No, it wasn't. Yeah, no, it wasn't. Do you play some Wii games with your the whole body? Yes or no? Ở đây trong loại văn họ nói là gì nhỉ? Yeah. All your body thì cũng chính là whole body. Chính là your whole body. Yeah. Whole. Yeah. Yes. Đó là yes I do. Yes, I do. Thank you. Okay, now you talk about the video game that you play. Mình thường chơi trò chơi gì nhỉ? Mình có hay chơi game không? Có. Mình thường chơi trò gì? Ví dụ thôi mà, cô xem nào. Headline. Okay. Thì mình sẽ dùng những cái tính từ ở đây để mô tả về cái trò chơi này của mình hay chơi đúng không? Wow. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cho cô hai câu về cái trò chơi của mình sử dụng các tính từ ở đây. Yeah. Okay. Got it? Yes. Thank you. And okay, let us summarize what we have learned today. Ta sẽ tóm tắt hôm nay mình học về nội dung gì nhỉ? We learn today is about practice
practice reading, đọc, đúng không? Yeah. And play games. And games. Game là phần thứ hai, còn bài đầu tiên mình học về các gì? Các chương trình trên TV đúng không? Rồi yeah. Gọi là các lên báo. Programs. Yes, programs. Yeah. Và nó chính là chủ đề ấy, chính là chủ đề hôm nay là entertainment, giải trí đúng không? Của các chương trình yeah. TV, các trò chơi. Okay, thank you very much. So remember to learn your new words. Mình sẽ ghi lại cho cô tất cả những cái từ mới trong chat box. Okay? Yes. And remember to do your homework. Yeah. Bye bye. Goodbye, teachers. Vẫn là mấy phút? 30 phút.